Genio mến chào các bạn. Tam tự kinh, bài số 35. Cao dân dù, phụ ở sân, sân ở tử, tử ở xuân. Cao dân dù, cao tăng tổ. Phụ ở sân, phụ nhi <laughs> thân. Sân ở tử, thân nhi tử. Tử ở xuân, tử nhi tôn cao xưng dù cao xưng dù cao tăng tổ câu này có nghĩa là nói từ đời ông sơ thì sau đây cho này có bản sơ đồ nhé từ đời ông sơ cho đến đời mình và đến đời cháu chắc chít là chính đời thì bài học hôm nay chỉ học từ đời ông sơ cho đến đời mình là ủa là bài học hôm nay và bài học kế tiếp thì chúng ta học là ủa cho đến Zeng Xuân là đời cháu chít. Cao Zeng Chủ, Cao Zeng Chủ, Cao Tăng Tổ có nghĩa là đời ông sơ. Và đời tiếp theo là Chủ Phu, Zeng Chủ Phu, đời ông cố. Đời kế tiếp là Chủ Phu, Chủ Phu, đời ông nội. Và đời tiếp theo là Ba Ba, Ba, đời ba là đời cha của mình. Và tiếp theo là VỎ VỎ là đời của tôi Và cái tiếp là Ở dự Ở Ở đây có nghĩa là nói về đời con Đời các con, con trai Bao gồm con trai và con gái Và đời tiếp theo là đời Xuân dự Xuân dự là đời cháu Và cái tiếp là đời chuyển xuân chuyển xuân Đời chắc, cháu chắc Và đời sau cùng là Dân xuân Dân xuân là đời cháu chít Thì hôm nay thì chúng ta chỉ có học là cao dân chủ cho đến đời. của Từ đời ông Sơ cho đến đời tôi. Và câu tiếp theo. Phụ ở sân. Phụ ở sân. Phụ nhi thân. Phụ là. Ba bà. Ba bà. Bà, bà là ba là cha. Ở. Ở nghĩa là tạo tạo đến sân sân là wǒ wǒ là tôi phụ ở sân phụ ở sân vụ nhi thân câu này nói đến từ đời cha cho đến đời tôi và câu tiếp theo sân ở sự sân ở sự thân nhi tử Sơn là Wǒ là tôi, nghĩa là từ đời của tôi. Ở ở là tao, tao nghĩa là đến. Sử sử đến đời con của tôi. Sử ở đây có nghĩa là ở sử. Ở gi, là đời con trai, bao gồm con trai và con gái luôn nha. Ở ờ dự, tức là đời con, đời con trai. Ờ gi, ở dự, Ở dự, con trai. Sơn ở dự, Sơn ở dự, thân nhi tử. Câu này nói đến đời tôi cho đến đời con của tôi. Và câu tiếp theo. Sử ở xuân, Sử ở xuân, tử nhi tôn. Sử, trong câu này có nghĩa là ở ờ sự là từ đời con trai, từ đời con trai. ở ở ờ, nghĩa của nó là to to là đến. Xuân xuân là xuân tử xuân tử là đời cháu. Tử ở xuân ở xuân tử nhi tôn câu này nói đến đời con của tôi cho đến đời cháu. Cao chân cao tăng tổ, phụ ở sơn, phụ nhi thân, sơn nhi tử, ở xuân, tử nhi tôn. Nghĩa của bốn câu này là con người sinh sản từ thế hệ này qua thế hệ khác và sự tiếp nối của cuộc sống là vô tận, không thấy quá khứ và cũng không thấy tương lai. Mỗi chúng ta đều có trách nhiệm và nghĩa vụ nối liền quá khứ với tương lai. Bài học Tam Tự Kinh bài số 35 của Jenny đến đây tạm dừng và hẹn gặp lại các bạn trong những bài Tam Tự Kinh tiếp theo nha. Còn bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh nhé. Để khi nào Jenny có ra video mới thì các bạn sẽ nhận được thông báo ngay nha. Jenny xin thân ái chào tạm biệt các bạn.